Dạ rồi, Châu xin chào các anh em các chú bác nha. Nay Châu có lên cái clip mai giá yêu thương cho anh em tham khảo. Đó, cái clip này Châu quay khoảng 20 cây ha, có mấy cây trực, mấy cây công, gỡ lung tinh qua dừa ha, qua dừa đăng dùm Châu bán ha. Thì cũng lâu quá Châu không có lên. Thì nay Châu lên quay cho anh em coi được, anh em tham khảo Châu ha. Và các bạn giúp lào Châu ha. Anh em mà có mua thêm những cây bự, những cây đẹp thì anh em có những cái hàng này thì Châu không quay lên. Cái hàng này giá tiền nó cũng dài ba bốn củ gì đó nên Châu chưa có cái đàn dù ha. Thì anh em ví dụ mua được thì anh em kết bạn với em ha, em là kia bự bự cũng mạnh mạnh nhiều lắm ha. Anh em nào thích cái gì thì anh em alo cho em ha, cho em tham khảo cái rồi em mới quay vô vấn đề chính em được ha. Rồi em vô qua cái có mấy cành đẹp lắm rồi được ha, họ đợi lên được ha, rất là thấy cưng, giá cũng rất là yêu thương cho anh em chơi. Rồi cây mã số 1 đo hoành đi cưng, 22 hoành. Cũ đặt tôi đó là 40, 39 đây, 39. 22 bằng là 39, người bán anh em anh xị rồi, cái số 1 rồi. Mà Châu cũng thông báo anh em ha, mỗi một cây vậy là Châu có tặng cho anh em hai hũ kích rễ hết nghe mới được nha, hai hũ kích rễ hết nha. Đó, một hũ vậy là anh em xài 20 lít nước, một cây vậy là anh em xài được 2 lần nha. Châu cũng tặng anh em hai hũ rễ. Rồi, anh em cái động có ha. Rồi cái số 1 2 5 xị xuống cây. Cây số 2. Mày lấy cuốn sổ mà ghi vô cái giá tiền luôn, hồi không nhớ cao lắm, lấy cuốn sổ ghi thì vô, số 1 ghi. 22 hoành. Chiều cao 39. Rồi, cây mã số 2 này Châu luôn em 4 xị thôi. Bán tình nghĩa với anh em Zalo nên cũng dẫn tặng anh em hai hũ thuốc anh em ha, một cây trực búp măng ha, 4 xị. Rồi, xuống cây. Dạ rồi, tiếp tục cây mã số 3. Hoành 25. Hoành 25. Chiều cao nó 75. Chiều cao 73. Đây chia cành rất là khá mới được nha. Để đây. Rồi, cây mã số 3 này giao luôn em 700.000. Dẫn tặng anh em hai hũ thuốc ngang, nay em bán tri ân cho anh em mới được ngang 7 xị. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục cây mã số 4. 23 hoành. Bán anh em 5 xị. Dẫn tặng anh hai hũ thuốc luôn, chia cành rất là đều luôn. Quay đi em. Đây tặng anh em sao? Hai hũ thuốc kích rễ cho mấy anh em mình luôn nha, một cây nào cũng tặng em được nha. Rồi, xuống cây. Tiếp tục cây mã số 6. Em xin lỗi anh em, cây mã số 5. Hoành 26, hoành 26. Rồi quay để anh em mày hoành 26 hoành. Chiều cao 46. Một cái trực búp măng chia cành đây. Rồi bỏ bên đi anh em biết bị tặng rồi. Rồi cái mã số 6 này hai mấy hoành em giao luôn cho anh em có 8 xị luôn. Cái mã số 5, cái mã số 5 em xin lỗi. 800.000. Rồi xuống cây đi cưng. Dạ rồi, tiếp tục cái mã số 6. Một cái trực búp măng long thần luôn nghe anh em. 29 hoành. 29 hoành. Chiều cao 46. Chiều cao là 46. Rồi, cây mã số 6.
Cái này giao lưu với anh em mình là một củ hai. Cục cái đặt mới được nha. Rồi. Xuống cây. Dạ rồi, tiếp tục cây mã số 7. Chỉ cần rất khá được ha. Mà đế cũng rất ok. 27 hoành. 27 hoành ruột ơi. Nồi đế ok được ha. Rồi, cây này giao lưu anh em chú bác mình 800k. Chỉ cần rất là điều với chú bác anh em nha. Cây nào Châu cũng tặng cho anh em hai hũ thuốc hết mới được nha. Rồi xuống cây, cây mã số 7, 800k. Dạ rồi, tiếp tục cây mã số 8. Nồi đế Long Thần. 26 hoành eo. 26 hoành eo. Chiều cao 60. Chiều cao 60, chỉ cần em coi nè em ơi. Rồi, cây mã số 8. Cái này em giao lưu anh em chú bác một củ được ha. Cái nồi đế rất ok được ha. Chi cành đẹp nhất, chi cành được coi. Được rồi. Cây mã số 8, một củ là 1 triệu được coi. Tiếp tục cây mã số 9. Hoành eo 26. Hoành là 26 hoành. Chiều cao 46. Chiều cao là 46. Để đây. Đó, chỉ cần rất ok được ha. Mã số 9 giao lưu anh em 800.000. Đó, chỉ cần rất dễ thương được ha. Rồi quay cho anh em coi cái này. Dạ rồi, xuống cây. Dạ rồi, tiếp tục cây mã số 10. Cây mã số 10 là một cây hoành eo 27. 27 hoành mà cục đặt được nha. Chiều cao 49. Chiều cao 49. Rồi để anh em thấy Long Thần coi em. Thôi bác em cũ thôi mới được coi. Bác tình nghĩa anh em luôn. Quay cho anh coi chậm nha. Mã số 10, 1 triệu. Rồi xuống cây. Dạ rồi, tiếp tục cây mã số 10 mà một cây búp măng. Nồi đế đẹp. Hoành 23. Hà hoành là 23. Đó cục có đặt bao nhiêu? Cục có đặt 43. Cục đặt 43 sổ vô tắt máy được coi. Bán anh em 6 xì được coi. Chiều cao 62. 6 xì. 600.000 rồi được ơi. Mã số 11, đó cây trực và bán cho 600.000 thôi. Bữa nay đang bán giao lưu cho nên tình nghĩa mới được nha. Rồi thêm một cây lùng lục búp măng nữa. Cây này cây đẹp cực đẹp luôn. Mã số 12. 29. 29 cái mã số 12. Đặt 66. Đặt là 66, chiều cao em. Chiều cao 62. Chiều cao 62. Rồi quay cho anh em coi cái này. Cây này là đúng cái bài nha anh em, cây này hai củ nha anh em. Bây giờ lên cái lớn nha anh em, bắt đầu lên cái lớn nha anh em nha. Mã số 10. 2, 2 triệu. Rồi xuống cây em ơi. Rồi tiếp tục cây mã số 13, một cây búp măng đẹp. Đúng một cây măng luôn. Bắt đầu lên cây lớn rồi đẹp cho mấy em chơi nha. Hoành eo 31. Hoành eo là 31 hoành. Cụ đặt nó 49. Cụ đặt 49. Trời ơi búp măng nó coi chỉ cả anh em ơi. Đăng cấp một chơi. Cụ cao 49 luôn. Quay.
rồi để đây. Mã số 13. Cây này em giao lưu với anh em mình là 3.200.000. 3.200.000. Rồi xuống cây em trai ơi. Rồi một cái tàn luôn anh em ha. Cái tàn lỡ ha, chỉ cần rớt là đều luôn anh em nha. Để cũng rất là khá luôn. Quanh nhiêu em? Quanh 29. Quanh là 29 mới được ơi. Để kìa. Đấy là 58. 58, cây này em giao luôn cho anh em một củ 8 là 1.800.000. Rồi. Mã số 18, em giao lưu anh em 1.800.000. Ủa đẹp anh em ha. Rồi xuống cây. 18, 18, 10. Ủa? Mã số 14, em sorry anh em, mã số 14, 14. Mã số 14 nha. Giao lưu 1.800.000. Rồi xuống cây. Cái mã số 15. Một cây nồi đế, whip một whip. Đâu bạn em? 31. 31 quả nó ruột ơi. Chiều cao em ơi. Chiều cao 90. Chiều cao 90 của đạt em ơi. Cũ nó đạt 75. Đạt 75 ruột ơi. Rồi cây mã số 15 giao luôn mình 3.200.000. Rồi xuống cây. Dạ rồi, tiếp tục cây mã số 16. Đúng chuẩn một cây búp măng nồi để khéo. Long thần nồi để một cây búp măng. Cái cây này chưa đất keo, hồi giờ em đo xong là em chắc keo cho anh em chơi nghe được nha. Rồi hoành em. Hoành 30. 30 hoành. Cú đặt 65. Đặt là 65, chiều cao nhiêu em? Chiều cao 70. Rồi, quay em chồng cho con rồi đấy ơi. Đó, búp mang tầng đào được ha. Cây mã số 16. Em giao lưu với anh em cho bác mình 4.500.000. 4.500.000. Đó, anh em coi kỹ cái cây mắc tiền, em quay hơi kỹ cho anh em coi nha anh em. Đẳng cấp trong trường cuộc chơi anh em nha. Đó, anh thấy nào để nó không? Phê lớn không được nha. Chỉ cần là về em để dạy em về mình cắt lại, như các anh em bỏ bớt như bỏ ha. Chắc có thể bỏ bớt, nhưng mà anh em lại làm ha. Rồi, xuống cây. Phải quay cái này, quay cho anh em dầm kỹ cái đi. 4.500.000 được coi. Mã số 16 nha. Rồi xuống cây luôn. Dạ rồi, tiếp tục chương trình cây mã số 17. Một cái dáng long. Hoành 30. Hoành 30 được coi. Chiều cao 59. Chiều cao 59 rồi quay cưng. Nó có cái lỗ là cộng đế cắt ra chứ không một miếng rau cột ngang nè, coi kỹ cái lỗ nè. Có cộng đế đó nó chọt ra đó, chứ đục cộng đế chứ đen một mảo đâu nha. Bán nằm củ 2 thôi. Cái đó thì chắc cây thôi, mốt nó ăn cứng thôi à. Bán nằm củ 2 thôi. Cây mã số 17, 1.200.000. Rồi xuống cây. Dạ rồi, tiếp tục chương trình hôm nay. Mã số 18. Một cây dáng long thập bắt trưởng, siêu nhân mãnh thú, sức mạnh triển khai hả? Em nó nhảm rồi coi.
Đó, cái này nó cái lồng đẹp, nó có cành phóng đẹp quá rồi coi. Hoành 29. 29 hoành là đo mụn ngoài cái cục đặc cưng. Cục đặc nó 49. Cục đặc 49, sổ 2 tấc, chiều cao. Chiều cao 60. Chiều cao là 60, kia mã số 18. Quay cho anh em coi cụ thể được hoàn bán. Cái này anh em 1.800.000. Đó, 1.800.000 mã số 18. Dáng lắc lượng đẹp, cực đẹp mới được nha. Rồi, rõ, xuống cây. Dạ rồi, tiếp tục chương trình. Mã số 19, con bướm vàng. Đó, cái dáng long tập bắt chưởng luôn. Em thấy không, chia cành cành phóng phê nè, quá phê bạp hai không. Quanh nhiêu em? Quanh 29. 29 quanh, giác lắc lượng, cục đấy đặt quẹo. Đó, cục đặt có bao nhiêu? 49. Đặt 49, chiều cao bao nhiêu? Chiều cao 62. Rồi, quay một vòng cho anh em coi. Mã số 19. Em quay 20 cây nghe được. Bán cho anh em mình giá yêu thương để mà anh em chơi 2.200.000. Coi kỹ anh em coi, quá đã không? Đó nè coi kỹ nha, chỉ cần có phóng phê lên nghe được nha. Đó rồi, cấy xuống là xuống cây. Xuống đại vào đó không đi. Đó, ngoài đó là trống. Rồi, cây cuối đây, cây 20. Đó, em lên 20 cây thôi được ha. Đó, một cây 20, một cây cũng dáng lông mà nó hơi quái quái nè em ha. Nó cuốn hơi xoắn xoắn nha anh em. Để trải là khỏi chê, chỉ cần là bắt ok. Cây mã số 20 đó hoành em. 30. 30 hoành, độ lắc đẹp. Cây này bán em 2 triệu. Phê lắm được rồi nha. Để bằng 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 không được nha. Em bị hơi lắc lắc anh em không cảm, tại không có quay anh em. Rồi, xin chào anh em nha. Anh em có được ủng hộ cho em nha. Rồi, Châu xin cảm ơn em. Anh em có được cú like, cảm ơn em nhiều. Anh em có được alo Châu. Châu xin chào tạm biệt anh em của mình.